đang đua trend, sức hút của loạt ngôi sao đình đám và cái giá phải trả. Johnny Depp tình duyên lận đận, khó khăn vượt qua hôn nhân tai tiếng. Taylor Swift hoang mang vì đời tư bị đem ra nhạo báng. Johnny Depp. Đối với những mọc phim Hollywood, Johnny Depp là cái tên cực kỳ quen thuộc, gắn liền với loạt phim nổi tiếng cướp biển vùng Caribe. Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân ồn ào của nam diễn viên và mỹ nhân sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng Amber Heard cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Những lần đấu tố ồn ào và mệt mỏi giữa Johnny Depp và vợ cũ Amber Heard đã diễn ra trong vòng 6 năm. Ngày 1 tháng 6 năm 2022 theo giờ Mỹ, nam tài tử chính thức thắng kiện, chứng minh được sự trong sạch cũng như danh dự cao quý của bản thân. Vốn là ngôi sao đình đám của Hollywood, nhưng việc tố qua tố lại với vợ cũ khiến uy tín của nam tài tử bị giảm sút. Thậm chí Johnny Depp còn không được tham gia series phim Pirates of the Caribbean, cướp biển vùng Caribe. Khán giả cho rằng anh phải đối mặt với nhiều thiệt hại lớn khi chơi tới cùng với vợ cũ trong các phiên tòa. Trái ngược với sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, đời tư Johnny Depp lại gặp nhiều trắc trở. Được biết từng có rất nhiều bóng hồng khác đi qua cuộc đời nam tài tử gốc Mỹ. Đến khi gặp gỡ Vanessa Paradis vào năm 1998, sự nghiêm túc của anh khiến công chúng tin rằng diễn viên cướp biển vùng Caribe thực sự đã rũ bỏ hình ảnh một gã trai đào hoa thời trẻ. Thế nhưng Vanessa Paradis vẫn không trói được trái tim của nam tài tử vì sự xuất hiện của Amber Heard. Johnny Depp và nữ đồng nghiệp kém mình trẻ tuổi đã bắt đầu qua lại kể từ khi đóng chung phim The Room Diary năm 2011. Đến tháng 6 năm 2012, anh đã đến bên tình mới và mê mệt nàng tới mức tổ chức đám cưới vào năm 2015. Đáng tiếc chỉ sau 15 tháng làm đám cưới, cuộc sống của cặp đôi liên tục xảy ra lục đục. Tài tử Hollywood đã gặp phải loạt biến cố lớn sau khi đệ đơn ly hôn vào năm 2015. Từ thời điểm đó trở đi, tên tuổi của Johnny gắn liền với những điều tai tiếng. Taylor Swift vốn không mấy để ý tới lời châm biếm và những trò nhạo báng về đời sống tình cảm riêng tư. Theo người bạn thân thiết của Taylor, nữ ca sĩ hiểu rõ hơn ai hết sự phiền phức khi làm người của công chúng. Tuy nhiên, những trò đùa của mọi người gần đây bắt đầu ảnh hưởng đến tâm lý của Taylor. Đặc biệt, ngôi sao nhạc đồng quê cảm thấy hoang mang, không biết đâu là đùa, đâu là thật trong những câu chuyện của mọi người. Một người bạn của cô chia sẻ rằng, ban đầu Taylor chỉ cảm thấy buồn cười trước sự chú ý thái quá của mọi người vào đời sống riêng tư của cô và Taylor chấp nhận đi chung với sự soi mói đó. Nhưng việc bị nhạo báng tại quả cầu vàng vừa qua khiến cô ấy rất buồn. Taylor Swift thấy hối hận vì đã cởi mở chia sẻ về cuộc sống tình cảm cá nhân. Cô ấy thực sự muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi và không phải nhảy từ người bạn trai này sang người bạn trai khác. Sự can thiệp của truyền thông được coi là một trong những yếu tố ảnh hưởng không tốt đến các cuộc tình của người đẹp ngay khi vừa chớm nở. Justin Bieber tự nhận những cảm xúc tiêu cực đó là kết quả của quá trình bản thân gặp quá nhiều tổn thương trong quá khứ. Loạt vết sẹo tâm hồn của anh tuy đã lành lặn bởi tình yêu của vợ, nhưng nó vẫn tồn tại di chứng, khiến nam ca sĩ cảm thấy mình sẽ chẳng thể hạnh phúc mãi. Hoàng tử nhạc pop thời còn trẻ từng là ngôi sao có lối sống không được healthy cho lắm. Anh chàng thường xuyên dính phốt và là một trong những ca sĩ có tuổi trẻ nổi loạn hàng đầu Hollywood. Cuộc sống gia đình của nam ca sĩ khi đó cũng chẳng hề êm ấm. Justin chia sẻ rằng anh luôn cảm thấy bản thân mình thật cô đơn, không có nổi một ai để tâm sự, rút ra buồn phiền trong lòng. Nói về cuộc hôn nhân của mình với bạn gái, anh chàng luôn cảm thấy mình là người may mắn vì có cô ở bên cạnh. Những thăng trầm đối với Justin Bieber giờ đây chẳng là gì cả vì luôn có Hailey kề bên. Selena Gomez. Từ hình ảnh công chúa Disney, Selena Gomez vươn lên thành ngôi sao toàn cầu. Ở tuổi 31, cô đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ về mặt danh tiếng, sự nghiệp. Theo số liệu thống kê, ca sĩ 9X trở thành nữ nghệ sĩ sở hữu lượng follower nhiều nhất trên nền tảng Instagram. Danh tiếng cao, Selena Gomez cũng đối diện với nhiều ồn ào trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Được biết, người đẹp nhận về bão gạch đá khi công khai đặt tên cho quả thận mới của mình bằng tên một diễn viên hài. Mỹ nhân sinh năm 1992, chẳng may vì mắc phải nhiều căn bệnh khiến sức khỏe bị suy giảm trầm trọng. Người đẹp điều trị chứng rối loạn lưỡng cực, việc chữa trị khiến cô có khả năng không thể mang thai và khó kiểm soát cân nặng. Dân tình có thể thấy rằng những ngôi sao đình đám đạt được thành công vang dội trong sự nghiệp, nhưng họ vẫn phải đối mặt với vô vàn áp lực khó khăn mà hào quang sân khấu mang lại.